I forgot the recording, so just reading about one more time. Okay. Voice Diary, September 20, Storytelling by AI for the Internet 11. Storytelling by AI is very, very, very important at the intermediate level of language learning. Both storytelling offers a unique way to enhance learning when studying sentences and conversations. Storytelling allows learners to apply these components in a broader and more creative context. A story consists of many sentences, sometimes including dialogue, and provides much more content than isolated content or conversations. By engaging in storytelling, especially through AI, in an online language exchange, learners can make significant progress from beginner to intermediate levels. Storytelling exposes learners to better writing structure, idiomatic expression, and new vocabulary, which helps them better understand the flow of language. For example, in storytelling, we may look at many famous tales such as Aesop's Fable or well-known children's story, short stories, some often combined to form long narrative, just like how sentences build into a meaningful story. Whether we read the short or long stories, storytelling helps us to learn new words, practice sentence structure, and engage with the conversation and context. Using AI for storytelling is beneficial because AI can generate stories on command. For instance, I asked AI to create a story about good brothers, and it produced a full narrative by reading an AI-generated story. I was able to practice vocabulary, sentence structures, and even conversation context of the story. This helped to build my comprehension skills and vocabulary while maintaining engagement. Furthermore, storytelling on oral language exchange or language practice is excellent for improving comprehension. It exposes learners to various cultural elements, values, and storytelling tradition. By doing so, we can not only improve our language ability, but also deepen our understanding of the culture that use the language. From my experience in storytelling, especially in the context of online language exchanges, I found it to be extremely effective for building vocabulary, improving reading comprehension, and understanding culture. I've noticed great progress in my language skills by integrating storytelling into my studies. So, in summary, storytelling is an excellent method for language learning, especially for intermediate learners. Using AI to generate stories is an engaging way to practice vocabulary, sentence, and conversations while deepening cultural understanding. Jump to Vietnamese. Time to read the Vietnamese. Nhắc cái dòng ngồi chứ ngày 20 tháng 9 kẻ chuẩn vang AI rất quan trọng ở trình độ trung cấp cho bếp học nâng ngữ vì kẻ chuẩn cung cấp một các thiệt cần tốt tạo để nâng cao việc học. Khi học cả và hồi thổi kẻ chuẩn giúp nhồi học ấp trừng các yếu tố nặng vào một buổi thanh trọng hơn và sang ta hơn một câu chuyện bao con như cáo đôi khi cô ta hồi tốt và cũng cảm như nội dung hơn so với các cáo hồi thôi lắng nghe tam gia bao cái chuyện đặc biệt là dùng qua AI xong việc trao đổi ngôn ngữ thực hiện giúp người học có thể phát triển bản thể chương trình đô số đáp lên chúng cả để chuyên của người học tiếp xúc với các tổ chức các trên đất tân ngữ và tư vương mới giúp khó hiểu rõ hơn về dòng chảy của người ra hạn dòng chảy chuyên. Chúng ta có thể cắt nhiều câu chuyện nổi trên như các chuyện nhiều nôn của Aesop, chuyện cổ tích dành cho trẻ em, chuyện nhân dương đốc kết hợp để tạo tan những câu chuyện dài giống như các gạo kết hợp lại tan một câu chuyện có ý nghĩa như đọc chuyện ngắn hay chuyện dài kể chuyện giúp chúng ta học chữ mỗi thức hành tạo sức cao và tham gia vào các khối thôi trong nước hành sử dụng AI để kể chuyện rất vui vì AI có thể tạo là
các câu chuyện theo yêu cầu. Ví dụ tôi đã yêu cầu AI tạo ra một câu chuyện về những người ăn em tốt, và AI đã tạo là ra một câu chuyện học chuyện bằng cách đọc câu chuyện do AI tạo là tôi có thể thực hành sử dụng cầu sức cầu và thậm chí cả hồi tôi sống với căn của câu chuyện dưới này giúp tôi cải thiện kỹ năng đọc hiểu và vững chữ vững trong kỳ ban chữ đọc số phương tử hôn nữ kể chuyện trong việc trao đổi những người xuất chuyện hốc sức thành ngôn ngữ rất tuyệt vời để cải thiện khả năng đọc hiểu nội dung nội học tiếp xúc với các yếu tố văn hóa khác nhau, các giá trị và truyền thông để truyền bằng các ngày chúng ta không chỉ cải thiện khả năng nhưng mà còn hiểu sâu hơn về các nền văn hóa sử dụng ngôn ngữ đó. Từ kinh nghiệm của tôi trong việc kết chuẩn, đặc biệt là trong bối cảnh trao đổi ngôn ngữ trực tuyến, tôi thấy rằng nó rất hiệu quả trong việc quá trình bằng sử dụng cải thiện kỹ năng tốt hơn và hiểu biết văn hóa. Tôi đã nhận tại sự trên bộ rỗ trật trong kỹ năng ngôn ngữ của mình và các tích hợp kể chuyện vào việc học. Tóm lại, cái chuỗi là một phương pháp tuyệt vời để học ngôn ngữ, đặc biệt là cho những học ở trình độ sung phúc sử dụng AI để trao là các câu chuyện là một các thư viện để thức hành chữ dụng cầu sức cao và hồi tội. Chúng tôi là sâu sắc tên sự hiểu biết về văn hóa. Đúng.